Ok. Chào mừng các bạn quay trở lại với Ok Lên Xe. Và ngày hôm nay khách mời chúng ta là một người rất là thân với lại Vinh và cũng rất là lầy lội, dễ thương, đủ các kiểu. Các bạn biết ai không ạ? Đó chính là BB Trần. Kia rồi. Trời ơi, hello, hello anh. Ơi, cái gì vậy? Hả? Cái đâu mà ôm cái túi bự quá vậy? Cái bóp đầm của em đó. Bóp đầm hả? Trời anh ơi, tài sản của em đó, có cái này mới hành nghề được. Vậy hả? Ừ. Ok. Thôi cái này để em chút anh biết. Cái này nó chứa nhiều thứ bí mật lắm. Rồi. Bây giờ seatbelt đi. Seatbelt. Dạ đeo này. Anh phải đeo cho em chứ. Anh không biết ra lăng hả? Đồ. Sao? Phải vậy chứ. Đó. Cẩn thận nha. Ê. Lâu quá rồi mình lâu mới gặp quá nhau. Rồi. Ok, bây giờ em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi. Anh sẽ đưa em đi vòng vòng chơi hay là em muốn đi Vũng Tàu gì đó. Rồi, được luôn hả? Ừ. Giờ em muốn về nhà anh, muốn ra mắt ba mẹ. Sao, được không? Chứ vậy? Trời nói chứ thích quá à. Trời ơi, coi nè, xe mà mới đẹp quá trời luôn. Lê hơi, mới muốn có xe nè. BB không chịu mua xe thôi chứ đâu có khó với BB đâu mà. Rồi chưa anh ơi, em thấy chưa tới mức mà dạ. Cái gọi là kinh tế vẫn chưa ổn định á, nên em cũng chưa dám mua nữa. Với lại bây giờ anh biết sao không, đi ra ngoài đường á kiếm chỗ đậu xe khó quá. Mà anh em mình á nhiều khi á hứng mà giống như là muốn tấp đại đâu đó, ăn uống hay là gì nó cũng khó nữa. Có anh đi thì anh thấy nó khó đó, thành ra các em cứ đi ra ngoài không à, thì cũng tiện. Dạ. Nói chung Người đi xe thì phải mê xe. Ok lên xe. Phải mới chịu khó được chứ còn không mê thì không chịu khó được. Với lại em nếu như mà gặp được chẳng hạn như mình mua xe đi mà mình gặp được mình tài xế mà đẹp trai mà cao to như anh thì cũng nên mua. Thì em anh sao á? Anh làm gì anh xa cách em dữ vậy hay là lâu ngày quá? Em không có xa cách. Hay là lâu ngày quá? Anh biết là em ghẹo anh. Ghẹo đâu, trời có tình cảm thiệt chứ ghẹo cái gì. Bí bí. Nè chỉ có hai đứa mình nên em nhìn ơi. Ôi hồi hộp quá. Hồi hộp gì? Có em với anh thôi có gì đâu hồi hộp. Nóng quá nè. Để mồ hôi. Nóng vô. Nóng. Đem lau mồ hôi cho. Ờ, khăn giấy rồi. Không có khăn giấy thì để em nào. Sao ta? Dạo này anh sao rồi? Dạo này anh thì cũng vậy đó. Cũng vậy gì? Em thấy phát triển quá trời. Chưa cho mà có một cái show riêng như thế này à. Cái này là cố gắng thôi. Cố gắng làm một cái gì đó cho riêng mình. Phải đó. Vậy chứ anh. Trời phải có một cái riêng cho mình anh ơi. Rồi gần đây em có ra một cái Panori nào mới không? Chúc mừng. Trời anh ơi, anh biết hả? Có một cái thời điểm á em bị bão hòa, anh giống như là mình nói thẳng là bí ý tưởng á. À. Giống như là mình không biết làm tiếp theo cái gì tại vì em rất là sợ bị trùng. Tại em sợ là mình đã làm những cái này nó quá thành công. Mà mình làm những cái sao bị trùng lại thì khán giả người ta coi tôi bị chán. Với lại khán giả bây giờ họ rất là tinh ý. Hỏi lại họ tiếp thu rất là, em phải công nhận họ tiếp thu rất là nhanh những cái bản miếng hài của anh em tụi mình á. Giống như lúc trước á, do là hài ít phổ biến quá hay sao em không biết. Nhưng mà bây giờ anh có tin không, khán giả mà coi mình diễn nha. Mà chỉ cần thấy mình nói câu này thôi là đoán được câu sau mình nói gì liền. Đúng. Hoặc là đoán được cái tình tiết tiếp theo sẽ là cái gì liền. Hay lắm. Bởi vậy bây giờ giống như là trời ơi, một cái thử thách luôn. Mỗi lần mà em muốn làm cái gì em phải suy nghĩ rất là kỹ luôn á. Em nói là bây giờ phải làm sao mà để cho khán giả họ bất ngờ, họ không nghĩ tới. Nó phải đặc biệt đúng không? Chứ còn mà nếu cái tốt thì cũng chưa được đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên các em suy nghĩ nè, không lẽ giờ mình cứ làm parody hoài. Người ta coi người ta cũng chán. Nên là bây giờ mình phải tìm một cái gì đó mới. Một cái web drama hay là một cái gì đó, nói chung là nó phải thay đổi đi. Và lại nó có một cái gì, có cái con đường nó dài hơn giống như anh nè. Đó là thà là một cái show cái mỗi tuần hay là mỗi kỳ sẽ có một tập gì đó. Anh nói chứ cũng nhiều người làm parody lắm. Dạ. Nhưng mà coi mà có cái độ gọi là độ chuyên nghiệp nè. Dạ. Độ hấp dẫn nè. Dạ. Thì em là số 1 rồi. Trời nó quá thiệt á. Nghe cái muốn lấy anh liền. Thiệt. Anh này là anh không phải là anh hồi nên show anh khen. Nhưng dạ. Mà là lần đầu tiên trong cái showbiz Việt. Dạ. Mà cái parody được mong chờ như cái của em. Cái đợt mà cái để mày nói cho mà nghe, em bị bất ngờ luôn á đó. Anh cái đợt đó một phần là do hiệu ứng của tụi mình chơi cái chạy đi chờ chi nha. Đúng. Với lại một phần là khi đó cái mì cũng đang hot nữa. Đúng. Nói chung là nó cộng hưởng nhiều cái lắm cái... Nhưng mà em làm tốt. Dạ nhưng mà em khi làm
giờ từng phút từng giây nó mắc cười chứ không phải là không. Nhưng mà em bất ngờ nhất là nhìn anh ơi, cái teaser trong vòng một ngày đã 1 triệu view rồi. Trời ơi, em bị bất ngờ đó. Mà cả ekip em không ai ngờ luôn á. Mọi người nói ủa sao mà dữ vậy trời, có nghĩa là sao mà được đạt được tới cái con số như vậy. Rồi lúc mà ra hả anh ơi, trong một ngày mà cái parody đó là đã 4 triệu view là em thấy là đó một cái gì đó khủng khiếp đối với em luôn á. Bởi nhiều khi mình cũng biết nói sao luôn anh, nói chung là giống như là em giỏi được đó, ekip em giỏi. Ekip gì anh ơi, con mình em đó. Hả là sao? Có nghĩa là em là cái người lên ý tưởng, em làm kịch bản, thậm chí em ngồi hậu kỳ luôn, anh biết không? Là có nghĩa là em làm hết từ đầu đến cuối. Dạ, ekip. Còn những cái người mà kỹ thuật thì sao? Kỹ thuật là họ chỉ quay thôi. Em sẽ thuê một cái ekip quay hẳn hoi ở bên ngoài luôn, là tất cả mọi người sẽ lo về cái phần sản xuất đó. Còn em sẽ lo nè, em lo kịch bản nè, em lo hậu kỳ nè, và em lo luôn cả những cái hình ảnh này kia luôn á. Chúc mừng BB Trần Đạt giải nghệ sĩ đa tài đa năng đa nghiệp đa nhân cách. Anh hiểu cảm giác này. Dạ. Những cái lúc mà anh làm MV á đó kiểu vậy á, thì anh khi mà anh cũng tự sản xuất thì anh cũng phải kiểm soát rồi, mà cái đầu anh nó muốn nổ luôn đúng không? Thiệt anh, cái đó nó có giống như con dao hai lưỡi á anh Vinh, anh thấy không? Đúng. Giống như là mình cái trong lúc đó mình không thể nào mình tập trung mình diễn xuất được. Cái lúc em diễn á anh không nghĩ là em đang bị chi phối. Anh lên những cái mặt của anh khi mà anh đang diễn, anh thấy anh bị chi phối nha. Dạ. Nhưng mà em lại kiểm soát được cái chuyện đó. Khi mà lên cái khung hình đó anh coi, em thấy giống như là em đang có một ekip là hùng hậu, chuẩn bị sẵn hết mọi thứ. Tức là họp thì có thể anh tin là ý tưởng của em. Dạ. Anh tin rằng em sẽ hậu kỳ. Dạ. Nhưng mà điều phối lúc đó thì anh nghĩ em phải có một cái ekip vững. Dạ. Và hiểu ý em. Ekip họ làm rất tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng đúng. Mà em không hiểu tại sao, có nghĩa là em vẫn thấy là em vẫn tin vào bản thân mình hơn. Ngộ ghê. Em biết em vì bị sao? Cứng đầu á. Tại vì á cái này nó nằm ở cái chỗ là cái kinh nghiệm của em. Dạ. Ví dụ bây giờ đặc biệt là cái làm hài nữa. Dạ. Thì cái hài á mà nó không đúng cái hình, không đúng cái nhịp chút xíu thì nó sẽ bị đúng cái ý. Không, cái này đúng nha anh. Đúng không? Hài là phải có nhịp. Nó như ca hát luôn á anh, đúng y rồi. Như ca sĩ gì đó, đúng, phải có nhịp. Đúng. Cho nên là nếu mà cái người làm mà họ không cảm được cái hài của em, hoặc là cái ý hài này không phải của họ, họ sẽ làm không bao giờ ra. Đúng rồi. Trời ơi anh Vinh ơi, nói tới cái tao. Ủa em mê cái da anh khủng khiếp. Thiệt, ai muốn chửi anh thì có. Không. Anh, cái chửi anh thành công đó. Tại vì anh đã đóng một cái vai, cái nhân vật đó là một cái nhân vật thấy ghét rồi. Mà anh diễn mà người ta ghét anh thiệt, cái đó anh là thành công quá luôn á. Mà em coi mà em bị gì nè. Trời ơi, phải ông Vinh không trời. Cái nhân vật mà bạn gái của Dư mà bạn mà có bầu á, cái bạn Trinh á, em phải công nhận là cái nét diễn của bạn vẫn còn non. Đúng. Nhưng mà không hiểu sao bạn vô nhân vật á, nó hợp lý lắm. Nó làm cho mình thấy ghét liền luôn á. Nó làm cho mình thấy ghét liền. Mình nói là con nhỏ này thấy ghét dữ vậy trời, tức dễ sợ luôn á. Coi mà thành công vậy là thành công. Đúng rồi anh, coi mình thấy ghét thiệt luôn á. Nó cứ trơ trơ mà cái kiểu mà là cái người họ nghĩ thêm một góc nhìn nhỏ của họ và họ nói một cách hồn nhiên. Dạ. Và khi mình hiểu được góc nhìn của họ thì nó không còn trơ nữa, mà mình thấy đây là một cái rào cản, một cách phi lý thôi. Dạ. Một tình yêu đẹp tự nhiên có một cô bé tới nói, em đâu biết đâu, em nghĩ vậy mà thì nó phải vậy chứ. Cái giọng y chang. Đó đó kiểu vậy đó anh. Trời ơi em coi mà em thì phải gặp em trong phim chứ khỏi đẻ với em. Em có một cái đợt anh nhớ là em giảm cân một cách coi như là tụi anh lo lắng luôn, nó kinh khủng khiếp luôn. Có nghĩa là anh không nghĩ là em xuống tới mức như vậy. Em cao mấy mấy ta? Em cao mấy 81, mà lúc đó em chỉ còn có 60kg thôi. Là em có nghĩa là cái chỉ số của em đúng là chỉ số của nữ luôn á. Cho nên là khi mà lúc cái thời điểm đó em ốm á, mà mọi người em nói mọi người khỏi cần, mọi người nó khủng hoảng, em là người khủng hoảng đầu tiên rồi. Em không nghĩ là em tới mức đó luôn, tại vì trước giờ em giảm cân lắm, 65kg là quá mức rồi. Mà lần đầu tiên em xuống 60kg anh ơi, em không tin là có một ngày mà em có thể giảm cân tới mức như vậy. Và em biết là em sẽ không giữ được lâu. Tại vì nó bị quá. Mà lúc đó em có bị chứng gì không? Kiểu mà bị choáng, bị mệt. Em không có, lúc đó em bị quen anh. Em bị quen, em không bị mệt. Nhưng mà anh Vinh biết em bị gì không? Em bị biến anh. Nghĩa là bị mất năng lượng quá nhiều. Em không đủ cái năng lượng để làm việc nữa. Giống như là một ngày anh nghĩ đi, một ngày mà em nhảy dây liên tiếp 30 phút. Em đi bơi 30 phút, em tập cardio 45 phút. Một ngày em tập 3 bài tập như vậy. Mà em ăn gì? Em ăn khoai lang anh. Em ăn trái cây. Hết. Rau củ này kia đó vậy thôi đó. Tức chừng mà em đi diễn em không còn sức để diễn luôn anh. Không còn linh hoạt. Có nghĩa là em không còn vui vẻ với mọi người được luôn á.
em vô em rất là khó chịu luôn, ai đụng gì em một chút xíu hay ai nói gì em một chút xíu thôi, hoặc là ai tự nhiên nói trời ơi, em nói anh chỉ cần một câu đơn giản thôi, trời ơi sao ốm như vậy, bây giờ em khó chịu, em quạo liền luôn á. Việc giảm cân có thể khiến ta trở nên mong manh, dễ tổn thương sâu sắc, cân nhắc kỹ trước khi thực hiện. Đúng rồi, em quan tâm đó, em nói liền luôn, các bạn nói rất là giọng rất là khó chịu luôn á, tại vì không biết sao cơ thể mình nó bực bội lắm. Cái nết ăn của em á, trời ơi, em thèm tất cả cái thứ ngọt trên đời luôn, kem, sô cô la, bánh kem, những cái gì mà trước giờ em ghét á, em thích hết. Anh ơi, em ăn một cách hả, trời ơi, không kiểm soát được luôn anh Vinh. Một tháng em lên 15kg lại. What? Em lên còn hơn bà bầu lên nữa. Bầu trong... đâu lên vậy, bao lên 12kg là thấy ghê rồi. Anh ơi, 15kg mà trong vòng 1 tháng thôi á. Là anh biết em ăn cỡ nào đó, có ngày á, anh có tin không, trong một ngày đó em ăn mười mấy cái bánh ngọt. Em không ăn cơm luôn á. Em ăn bánh ngọt không? Mà bánh ngọt đó phải ăn như người ta bình thường. Em ăn em còn chấm sữa, em còn xịt kem lên ăn, rồi em ăn chung với lại chè, ăn chung với xôi này kia lum hết á. Nghe khát nước. Nghe xong phải uống nước. Em uống miếng nước. Anh đi diễn anh không có đồ mặc vừa luôn anh. Rồi bắt đầu em bị tuột mút anh. Em bị mất tự tin hẳn luôn. Em không muốn giả gái luôn anh. Cái thời điểm đó em bị tới mức gì luôn á, em bị hả suy sụp luôn á. Suy sụp luôn. Rồi anh biết gì nữa không? Lỡ 75 xong đúng không? Trong 1 tháng rưỡi em xuống còn 65. Hay chưa? Trong 1 tháng rưỡi em xuống 10kg. Sao nhiều em như bong bóng vậy? Thì đó, chưa anh. Em xuống 10kg đó xong em vừa chạm mốc 65. Em ăn lên trong vòng 2 tuần lên lại 7 mấy ký. Cái gì vậy baby? Anh ơi em bị cuồng ăn. Rồi bây giờ hiện tại là em có biết em bao nhiêu ký không? Bây giờ hiện tại là em đỡ rồi. Hôm bữa em mới lên 75kg tiếp đó. Hôm bữa mới gần đó đây nè, mới gần đây là em lên 75kg tiếp nè. Xong cái em bị giống như gần như là bị tự kỷ, bị trầm cảm đúng không anh? Nhưng mà thực sự nha, anh không biết bây giờ em bao nhiêu ký, nhưng mà anh thấy bây giờ em rất là năng lượng. Dạ đúng rồi. Nó đúng với lại cái chiều cao của em, cái sức lực của em á. Mà nói chung là bây giờ em đang đạt tạm ổn nè. Không, em ok. Dạ. Em không có bị mập, bị kiểu mà bị dòm thấy khó chịu đâu. Rất ok. Không, em đang bị gọi là khủng hoảng ám ảnh anh. Em bị ám ảnh cân nặng á. Ám ảnh cân nặng. Trời ơi, em khó chịu ghê luôn. Nói rằng trước giờ chưa có gì làm khó em, chỉ có cái này để làm khó em thôi á. Không, anh không, thật sự cái này là mình hiểu nhau, tại vì trong nghề mình lúc nào cũng vậy. Bây giờ anh nhận ra một điều là anh mà ốm thì anh trẻ. Dạ. Mà anh chỉ cần mập là chút xíu thôi là anh rất là già luôn. Ok vậy. Mà nó già hơn tuổi luôn. Ủa em thấy thường thường người ta ốm người ta mới già chứ. Anh là bị ngược. À anh dạ. Bây giờ tùy cơ địa mỗi người. Bây giờ nè, giờ anh là đang đúng tuổi nè. Ừ. Anh chỉ cần ốm đi khoảng tầm 3kg cho tới 5kg là nhìn anh trẻ như hăm mấy tuổi luôn. Ôi hay quá. Bây giờ có một cái thử thách nhỏ trên chương trình của anh. Đúng không? Trong chương trình của anh có một thử thách nhỏ. Và với thử thách đó, nếu người nào thắng sẽ được ra điều kiện cho người thua. Phóng xuống xe. Bây giờ hai đứa cùng nhau phóng xuống xe. Nếu mà đứa nào ngồi vậy được chạy lên xe lại thì đó thắng. Chúng ta sẽ tới một cái chỗ bán đồ ăn nhanh. Còn trên xe mình vẫn mua được. Ồ. Đúng không? Thì bây giờ, từ sáng đến giờ. Ừ. Cái tiệm đó nó bán được bao nhiêu cái đơn hàng rồi? Dạ. Yeah. Thì trong cái số đó, ví dụ như là 20 bill đi. À. Anh với em mỗi người sẽ được chọn một số bất kỳ trong số 20 bill đó. À em hiểu, mỗi người chọn một số. Và nhờ cái người đó làm một cái đơn hàng y chang như vậy. Ừ. Mà ra người nào nhiều hơn thì người đó thắng. Trời ơi. Cái bill người nào lớn tiền hơn thì người đó thắng. Cái này đúng là lựa chọn ngẫu nhiên luôn nè. Lựa chọn ngẫu nhiên thôi, hên xui. Hên xui luôn. Đúng không? Được, cái này và được. Và người nào lựa chọn cái nào xong người đó phải ăn hết cái đó. Trời đất ơi. Ủa? Giảm cân mà phải chơi gì nữa hả? Thì bây giờ em đã tham gia với anh để em hết mình chứ không lẽ. Trời. Sao? Dạ được. Đây, anh tới cái chỗ này để dùng. Trời ơi, thôi chết tôi rồi, tôi đang giảm cân mà còn dẫn vô đây nữa. Anh em mình tiếp xúc, anh em mình cứ đeo khẩu trang đi ha. Dạ. Rồi, yeah. Bây giờ chúng ta đã tới một cái tiệm thức ăn nhanh. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm cái ride through. Không, em cũng lần đầu tiên luôn á nha. Trời, quê mùa quá anh ơi, công nhận á, mình quê mùa thiệt luôn á.
Hello em, anh đang quay chương trình và anh đang làm một thử thách. Đây là BB Trần. Chào em. Anh Vinh. Hello, giúp anh cái nha. Dạ. À, bây giờ thì sáng giờ em bán được bao nhiêu bill rồi? Dạ, em mới vô ca. À, bây giờ em kiểm tra được bill buổi sáng không? Hay bill ngày hôm qua? Dạ, bill là có manager sẽ kiểm được. Bây giờ giúp anh vậy nè, anh muốn biết cái số bill đó để tụi anh chọn bất kỳ một cái bill để tụi anh order. À, dạ. Ai mà nhiều đồ ăn hơn là người đó thắng. Random nha, bây giờ em cho anh một cái khoản số thôi. Từ 1 đến 100. Trời ơi, dữ vậy. Ok. Em chọn số 21. 21 hả? 21. Cho em số 44. Trời ơi. Ê, sao tôi thấy 44 mà nhìn nó dài hơn rồi kìa. Nope. Chết rồi. Sao á? Hy vọng là cái đồ ăn của cái bill 21 nó sẽ đắt giá hơn. Ủa? Mà sao cái bill anh có 40.000 vậy? Ủa? Bill... Trời ơi, bill em tới 30 mấy, 300 mấy lần nè. Ủa? À, anh ơi, cái này do ý trời rồi, Vinh ơi. Trời ừ. Ơi. Chết rồi em á, trời trời. Mọi người bất ngờ quá kìa nè. Đúng ai chọn, anh chọn đúng không? Đúng rồi. Ôi, ý đúng trời rồi anh ơi, ý trời rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Em thử ly nước ngọt trước nha. Nước ngọt hả? Dạ. Ờ, được quá trời. Cảm ơn em. Còn là 4 tức màu chi, một cái hộp sáng tức, hai hộp sáng tức thiệt. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy anh? À, em cứ làm thôi anh. Đúng không anh nè? Trời ơi em ơi, cái gì mà quá trời vậy nè. Trời ơi, tôi đang giảm cân mà như vậy rồi sao giảm? Hết chưa em ơi, đủ chưa? Đủ chưa? Hết rồi đúng không? Thank you. Đây mọi người, cái bill của BB là như vậy nè. Tôi chỉ có cái ly nước, một ly nước ngọt thôi. Trời ơi. Đó, BB là coi rồi một ly cà phê. Anh ơi, cái này là ai mà order mà dữ vậy nè. Đó. Trời ơi. Bây giờ anh đã thua. Ừ. Em có quyền ha. Trời ơi, một điều gì đó. Trời ơi, làm sao mà giảm cân đây. Bây giờ rồi em sẽ phải là cái người ăn hết cái đó nha. Ơi, em giảm cân mà làm sao mà ăn hết được? Vậy thôi thì em đừng có phạt anh. Trời đất, ủa? Đúng ủa? Không? Em nhưng... đừng có phạt anh. Ủa? Nhưng mà em còn thử thách mà. Em thắng được cái thử thách mà. Ừ. Ủa? Vậy thì bây giờ em sẽ ra thử thách với anh. Thử thách gì? Bây giờ thử thách gì đi? Anh đang chạy xe rồi, anh đâu có ăn được. Đúng, anh không ăn. Anh cái bill anh chỉ có ly nước thôi. Thì bây giờ em quy định là cứ mỗi lần anh quẹo phải em sẽ đút cho anh ăn. Và em What? Và em sẽ ôm, em sẽ đút cho anh ăn. Kiểu vậy nè đó. Cái gì vậy Vy? Anh sao vậy? Em thắng thử thách mà. Anh phải đồng ý thử thách. Sao vậy anh sao? Chấp nhận không? Phải chấp nhận thôi chứ đâu còn đường nào mà cho chạy nữa. Để em quên nói với anh là như đèn đỏ mình cũng được đó anh. Thôi được rồi, nói thôi chứ Ừ, anh đường đang thẳng em ơi, mình chưa ra. Thì em nói gì đâu. Anh ơi, trời ơi, đường quẹo tới rồi. Ủa? Mới chuyển lên à, chưa có quẹo. Nhưng mà cũng tính là quẹo rồi. Thôi nè, ăn nè. Ăn. Ôi, coi chừng nhiều quá kìa, để em liếm cho. Ê quên coi, để em chùi cho. Nè, coi nè. Không dám quẹo luôn á. Không dám quẹo à. Anh yên tâm đi, tới 4 cái rồi mà anh lo gì. Ê, cái này là mình quẹo lên cầu đúng không? Cái này là mình gọi là quẹo lên cầu. Nè thôi. Thôi. Từ từ thôi chứ ông xã. Ê quên, anh Vinh. Ê, quẹo rồi. Bởi vậy làm sao mà thẳng hoài được. Cũng sẽ lúc sẽ công thôi anh Vinh nè. À, cuộc đời đâu ai thẳng hoài được anh Vinh. Ê, chơi, đổ. Khi mà mình lên ký á, mình thấy vẫn ok cái thời điểm đó, mình thấy rất là vui vẻ, bình thường, không gì hết trơn. Tự nhiên một thời gian sau đó là bắt đầu tới anh ơi.
cái cơn trầm cảm nó tới, trời ơi. Trầm cảm hả? Thiệt, nó giống như nó, em thấy gần như là trầm cảm như chứ còn như là ủ quẹ như vậy, ủ quẹ như vậy, trời ơi, sao mà khó. Đừng có giả bộ vụ em tập trung này kia. Ăn vô. Trời ơi, tưởng em quá rồi. Là sao mà quên được. Ờ, anh muốn nào non nào. Thôi, tội nghiệp anh Vinh cũng thôi được rồi. Thử thách nhiều thôi anh ơi. Chứ anh mà ăn hết cái này chắc anh hả? Khỏi ăn cơm chiều luôn á. Bây giờ thử thách của chương trình sẽ đưa ra cho em là backup trên xe. Trời đất. Em có đem đồ nghề đâu, chương trình sẽ có đồ nghề cho em. Ủa nhưng mà làm gì luôn á hả? Chứ như thế là như vậy nè. Có nghĩa là bây giờ bình thường em backup là 1 tiếng tới tiếng rưỡi mới xong đúng không? Ừ. Thì bây giờ anh đưa ra là trong vòng 10 phút. Cái gì? Anh nghĩ sao chứ? Trời ơi. Thì nó mới tài. Ngồi ở tại chỗ anh backup người ta 10 phút người ta khó mày... rồi. Không cần đẹp, nghĩ sao ra con gái thôi. Trời đất ơi, anh ơi, vấn đề là nó không ra con gái mà nó không đẹp luôn anh. Lâu. Có 10 phút mà. Chơi không? 10 phút em phải suy nghĩ, em phải tính toán. Trời 10 phút làm cái gì cho 10 phút mà làm kịp trời. Đúng không? Con gái chỉ cần biến thành con gái thôi. Trong 10 phút mà em được, đúng không? Ừ. Anh sẽ ăn hết một cái bánh nữa. Còn nếu là không được, em sẽ ăn một cái bánh. Trời ơi. Trời ơi, ác vậy vẫn ăn nữa. Trời lỡ ơi. Mua rồi, lỡ mua nhiều quá rồi. Rồi, nhưng mà vẫn là, miễn là giống con gái là được rồi phải không? Con gái thôi, chỉ cần là bây giờ nè. Anh, có thể là anh sẽ ăn gian. Nhưng mà đội ngũ quay phim với lại biên tập mà kêu ok, con gái, là anh thua. Chưa giống con gái em thua. Trời ơi, trời em đâu có sợ, em rất là tự nếu tin vô cái tay nghề. Nếu mà em sợ ăn á, thì em có thể cho uống hết hai chai nước. Trời, hai. Ủa sao cái nạm thấy nó cũng cứng bụng hết trơn vậy ta. Ủa nhưng mà nước nó không mập. Rồi chơi sao? Chơi trời, em rất là tự tin vào cái tay nghề makeup của em luôn. Rồi bây giờ em cần đồ nghề gì không? Em đã quá điêu luyện. Ủa anh, cái búp đầm của em chi? Ủa trời ơi anh Vinh. Anh có biết là tại sao em đem búp đầm theo không? Tới bây giờ em mới nói cho anh nghe nè. Hả? Lý do là gì? Tại vì em nghĩ là hôm nay anh chở em sẵn hội về nhà anh luôn. Cho nên là em đem thêm mấy cái đồ nghề của em luôn. Để có gì vậy, em ví dụ như có ra mắt ba má anh thì cũng có cái để chỉnh chu hơn chứ, đúng không? Em nghĩ vậy thiệt luôn hả BB? Ủa, em đem... Mẹ. Ủa? Rồi. Rồi bây giờ chấp nhận thử thách nha. Thử thách. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Mọi người trước giờ có thể là mọi người sẽ thấy makeup trên livestream, rồi makeup ở trên sân khấu này kia, lần đầu tiên chúng ta sẽ thấy makeup trên xe. Trên xe với cái thời lượng là 10 phút. Trời ơi rất là nhanh luôn. Im im anh Vinh, Vinh. Cái này là cố tình. Đâu có đâu, anh bị lộn. Trời ơi, lộn. Anh bị lộn, không thắng. Sao em ngồi trên, em ngồi mà em mình đã rung tay rồi anh. Tại vì gấp quá, có nghĩa là nó đang trễ. Vinh đang trễ rồi mà cái anh tài xế anh chạy á. Anh đâu có biết nha. Ờ, anh ác với em lắm Vinh. Cái này là mình chơi không có đẹp nha. Đâu có đâu. Trời ơi cái đường nó bị mà anh không có ý đâu. Em đang rất là có tâm luôn á. Ở chỗ, ở chỗ, ở chỗ, ở chỗ. Vinh. Hả? Anh phải giữ an toàn nha anh Vinh. Anh đang an toàn, trời ơi đường anh đi tập. Ờ anh đã khó với em khi cho em có 10 phút mà anh còn thử thách em nữa hả? 2000 years later. 3 rồi. 2 1 hết giờ. Rồi, giống dáng chưa? Đại diện của khán giả sẽ là ban biên tập và đạo diễn của chương trình. Ủa, gì kỳ vậy? Chứ bây giờ comment đâu có lên kịp đâu, mình đâu có livestream đâu. Phải nhờ những người đại diện thôi. Cho chúng tôi một đáp án đi à. Đại diễn ok, rồi. Ok. Đồng ý hả? Ok. Giống chưa? Ok á. Ok kìa thấy chưa? Biên tập. Biên tập thấy chưa ok? Biên tập thấy chưa ok? Là mấy phiếu? Kê bắt tài nữa.
cái bắt tài xế trước nữa. Bắt tài chưa xe cũng ok luôn rồi. Ủa? Là ai thắng? Là em thắng. Yeah, ăn một cái bánh nữa. Thôi mấy giờ mình thua mình lấy em luôn được không? Hay quá à. Lần đầu tiên là sở chương trình anh bị khách mời thảm hại. Ủa gì kỳ vậy? Cái này là do anh tự chuốc lấy vậy à? Cái này em mưu mày quá mà. À, không biết là em có chuẩn bị quà gì không? Anh nghe đồn em có quà. Trời ơi, làm gì lắm. Làm gì mà không có, anh phải có chứ. Em nghe nói là tới bên chương trình của anh là phải có quà cho các bạn khán giả đang xem nữa chứ. Ok. Các bạn ơi, thì cũng như thường lệ thôi, các bạn hãy share cái link tập của BB nhé. Và tag 5 tên người bạn. Thì đồng thời lần này chúng ta sẽ phải trả lời thêm một câu hỏi của BB nữa. Cái lượt like nhiều nhất nè, và cộng với câu trả lời dí dỏm nhất, dạ, thì sẽ được BB gửi quà trực tiếp luôn. Đây, quà là gì? Đây mọi người, đây là một hộp quà nha cho BB. Nói chung là một cái hộp quà này nó cũng liên quan tới cái câu hỏi luôn. Tóc của BB dài bao nhiêu? What the hell? Thì quan trọng là mọi người muốn trả lời sao cũng được. Ủa mà tính từ cái gì không? Tính từ cái đầu, đỉnh đầu, từ đầu của em nè anh. Từ đỉnh đầu nè, tới đuôi, tới đuôi tóc luôn. Đó, thì bây giờ là còn một cái nữa là BB sẽ ký tặng trên cái hộp quà này. Ký tặng cho mọi người nha. Đó, rồi mọi người nhớ tham gia trò chơi nhiều nhiều nha. Nhớ share cái chương trình của anh Vinh nữa. Và đăng ký kênh của anh Vinh. Bấm kênh, bấm chuông nha các bạn. Đúng ơi. Đúng rồi. Để cho anh Vinh anh có động lực anh làm thêm nhiều nữa. Và anh mời thêm nhiều khách mời nữa. Thank you. Và có thêm nhiều quà cho mọi người nữa. Ok, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Và hành trình của chúng tôi ngày hôm nay đầy thú vị. Riêng Vinh cảm thấy là có một cái sự chia sẻ rất là ấm áp em ạ. Dạ. Anh đó. Rất là vui khi mà em chia sẻ với anh nhiều như vậy. Bởi lấy em là được rồi. Hả? Hiểu em quá rồi, giờ lấy em là được rồi. Thôi giờ chờ em về gặp ba mẹ đi nè. Hẹn gặp lại các bạn với chương trình OK Lên Xe. Bye bye, chào mọi người.